Với chiến lược tung ra các phiên bản biến thể với các màu sắc mới lạ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng về việc lựa chọn màu sắc phù hợp với cá tính, mới đây Oppo đã chính thức tung ra model Oppo F5 với màu đỏ rực đậm cá tính. Cùng ngắm nhìn những hình ảnh cận cảnh Oppo F5 thực hot dưới đây nhé. Về thiết kế, Oppo F5 được kế thừa toàn bộ từ phiên bản tiêu chuẩn, trừ bộ vỏ màu đỏ đầy ấn tượng. Các góc máy được bo tròn mềm mại cùng với phần vỏ ôm trọn lấy phần khung kết hợp với mặt trước màu đen huyền bí. Tất cả đem lại một sự cá tính và đầy nổi bật cho Oppo F5. Ở cạnh dưới, chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của cổng sạc micro USB, loa ngoài và jack tai nghe 3.5mm. Cạnh trái có nút tăng giảm âm lượng, cạnh phải là nơi đặt nút nguồn cùng khai SIM. Oppo F5 màu đỏ vẫn sở hữu màn hình 6 inch độ phân giải Full HD cộng sắc nét với tỷ lệ 18:9 cùng việc tối ưu tốt về màn hình cạnh. Chiếc phablet 6 inch trở nên nhỏ gọn hơn rất nhiều, chỉ tương đương những chiếc smartphone màn hình 5,5 inch trên thị trường. Màn hình lớn đem đến trải nghiệm mãn nhãn khi xem phim, chơi game hay lướt web. Camera selfie trên Oppo F5 là vũ khí đốn tìm phái đẹp khi có độ phân giải lên tới 20MP, công thuật toán làm đẹp AI ảo diệu và tự nhiên nhất. Cụ thể, Oppo sở hữu một kho dữ liệu khuôn mặt rất lớn, sử dụng AI để nhận diện đặc điểm khác nhau của mỗi người như tình trạng da, giới tính, tuổi để tự động cải thiện bức ảnh trong khung hình selfie. Như vậy, sau thành công vang dội với hai phiên bản màu đen và vàng, Oppo quyết định tung ra Oppo F5 màu đỏ để mở rộng thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Từ mùng 6 tháng 1 đến 12 tháng 1 năm 2018, Viettel Store chính thức triển khai chương trình đặt trước Oppo F5 phiên bản màu đỏ, giúp may mắn liền tay với cực nhiều quà tặng hấp dẫn. Cụ thể, khi đặt trước phiên bản Oppo F5 đặc biệt với giá bán chỉ 6,99 triệu đồng, bạn sẽ nhận được trọn bộ 3 ưu đãi cực kỳ giá trị như trả góp 0%, được tặng pin sạc dự phòng Tekin 5200mAh. Đặc biệt, duy nhất trong 2 ngày 13 và 14 tháng 1 năm 2018, khách hàng đến nhận máy còn được tặng phiếu mua hàng phụ kiện trị giá 200.000 đồng. Thời gian trả hàng dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 1 năm 2018. Hãy đặt hàng Oppo F5 màu đỏ để rước ngay may mắn và nhận nhiều phần quà thú vị các bạn nhé!